nè, mấy cái hàng này em ôm lô mà người ta bán 310 ngàn nè. Đó, bên em bán chỉ 200 ngàn thôi. Rồi đây em mặc cho chị xem cũng hay ha. Chị nào ưng thì chốt em. Chị nào ưng con này thì chốt cho em nè, cực kỳ đẹp luôn. Xanh đen đen chơi con gấu, ok cô. Để cô lên cái làm này cho cô xem thử cho cô ăn vừa. Rồi cô, cái mẫu này cô chốt liền con đầm đen. Đó, đầm đen con ha. Cực kỳ đẹp luôn, hoa văn cực kỳ sắc nét luôn ha. Mặc cái này đi đám tiệc, đi chơi lực đồ đẹp lắm nè. Phơm xè xè cực kỳ đẹp luôn, chất giải luôn, mình cứ mà đẹp luôn ha, chất giải rất là đẹp luôn. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền em ha, nhanh tay chốt liền em. Đầm đen đó 180.000 luôn, rồi sẵn chị 180.000. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền em đầm đó, chất giải luôn, mình rất là đẹp ha, chất giải rất là đẹp nè, chất giải rất là đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt liền em. Đầm đen đó, đẹp lắm đó chị ơi. Đầm đen 180. Đó, mã đầm đen 180.000 ha. Chất này là chất AT, của lộn chất Solen, còn cái chất này là chất Umi ha, rất là đẹp luôn. Chất nào cũng đẹp hết. Hàng đứng cứ bằng tay luôn nha. Đứng cứ bằng tay luôn. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền em. Đẹp lắm đó chị ơi. Đầm đen này dưới còn kiểu này không? Xanh đen giùm em cực kỳ đẹp luôn, hàng nguyên hàng đứng cước bằng tay hết nha, nguyên hàng
180 chú dùm em xanh đen. Đầm xanh đen để 180.000 một con. 180 nha, rồi chị làm nhanh tay chốt thì em 180.000. Đó, đẹp lắm chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Ai ưng thì chốt liền, ai ưng thì chốt thì em xanh đen. Xanh đen đẹp lắm chị ơi, xanh đen đá 7 màu ha, đá ngũ màu luôn. Rồi chị đã ưng xanh đen, chút xanh đen giùm em con này. Đó, con này đẹp nè. Con này đẹp nè cô. Đúng rồi, ok cô. Đó, xanh đen. Xanh đen. Hàng đính cước rất là đẹp luôn, xanh đen. Cô thích màu đen đúng không? Rồi, con có màu đen luôn. Con có cái đầm này màu đen luôn nè. Màu đen tay ngắn. Rồi ok cô nè, rồi chúc cô làm vui vẻ nha. Rồi đây nè con có nè, xanh đen chị Phạm Thủy khách quen hả? Chị Phạm Thủy lên số ký chiều cao đi chị. Lên giùm em số ký chiều cao cho số điện thoại lại giùm em nha. Sao số 0? Chị bấm số 0 hay vậy? Chị bấm số 0 nó lộn hay là sao vậy? Xanh đen đang mặc có màu khác không? Dạ có nha chị nha. Em có đủ màu hết trơn á. Em có nhiều màu lắm. Còn đây là chị đã ưng thì chốt em vào đầm đen tay ngắn nè. Đen tay ngắn thì so lên em luôn 180.000. 180.000 giùm em con này nha. 180.000. Đó, 180.000 ha. Hàng so lên giùm em luôn. Rồi chị làm nhanh tay chốt em ha. So lên cơ cấp loại 1 giùm em luôn. Rồi đây chị làm nhanh tay chốt giùm em. Đen ưng đen, chút đen giùm em. Đó, đen hàng đính cước bằng tay ha. Hàng thiết kế giùm em luôn. Rồi đây hình như tay ngắn của em thì em có là màu tím, màu xanh rêu, màu xanh đen, màu tím than, màu hồng, màu cam, màu đen. Xanh đen luôn á mấy chị. Rồi chị nào ưng tay ngắn thì chốt tay ngắn nha. Còn xanh đen, còn màu tay lỡ. Tay lỡ, màu xanh đen giống như màu xanh đen. Tay lỡ thì em có màu cam, màu tím nho, màu xanh cuban, màu đen, màu hồng. Tóm lại là một nhiều lắm chị ơi. Đó thôi chị làm nhanh tay thì chốt thì em. Chị đang làm đến xem chị có nhiêu phí rồi. Chị đang phải 55kg mặc ok nè. Chị Phạm Thủy ơi, lấy màu xanh đen chị lên số điện số ký chiều cao 55kg 1m6. 55kg 1m6. Gọng. Hơi gọng tí nha chị nha. 55kg 1m6 cái xanh đen là nó hơi rộng nha chị nha. Khác nhau tí xíu thôi. Đó, 55kg thì lấy con này đi. 55kg thì lấy con này giùm em.
em đi được không? Đó. Nếu được thì ok giùm em nha. Nếu được thì nói là chốt giùm em nha mấy chị ơi, chốt còn ok giùm em. Đó, đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Đây nè, con xanh đen hồi nãy nè. Ui, bậy không? Xanh đen nãy là tay tay lỡ, còn là tay em đang ngắn, bậy không à? Để em lấy cho em kiếm tay lỡ cho chị. Đó là chị là hết ta xanh đen tay ngắn thì chốt xanh đen tay ngắn giùm em nha. Xanh đen tay ngắn giùm em cực kỳ đẹp luôn, xanh đen tay ngắn 180.000. 180.000 nha. Chị là chị lấy tay ngắn hả? Vậy là chị lấy tay ngắn thôi, tay lỡ. Hoặc là cái mẫu kia chị bóp vô cũng được. Ô mấy con mẹ con to. Em 60 cái mặt của chị có 5 năm. Đẹp quá, đẹp cũng dệt. Rồi chị nào ưng cái này kêu em là xanh đen. Xanh đen, xanh đen một đi, xanh đen một bây giờ nha. À, chị Phạm Thủy ơi, bây giờ em cho chị lựa lại nha. Em cho chị lựa lại, bây giờ em mặc cho chị xem. Rồi chị ưng cái nào thì chị chốt giùm em cái mã đó ha. Rồi đây cái mẫu này, cái kiểu này thì ghi giùm em là xanh đen một giùm em. Đó, xanh đen một, em mặc cho chị xem chứ mấy màu xanh đen. Chị nào ưng xanh đen nào thì chốt xanh đen đó giùm em nha. Chị Thủy lựa lại giùm em cái mẫu chị thích đi nha. Lựa lại giùm em cái mẫu chị thích đi. Rồi đây nè, em lấy ra những con xanh đen em đưa chị xem. Rồi xanh đen một giùm em con này. Xanh đen một đó. Hello hello cô nha, chị đang ăn nè. Rồi xanh đen một giùm em, chị đã ưng xanh đen một chốt xanh đen một nè. Xanh đen một, mấy phơm này nếu mà chị 55 kg về chích tem em tí xíu được thì ok giùm em nha. Được thì chốt giùm em, tại vì trung niên người ta mặc cũng không có cần rộng la, không có cần ôm lắm đó. Xanh đen một nha, xanh đen một tay lỡ ha, giờ em lên tay lỡ chị xem luôn. Xanh đen một đó, chốt lại giùm em ơi, chị Quý ơi, chị Quý ơi. Rồi con này là xanh đen 2, xanh đen 2 giùm em con này. Đẹp quá, đẹp luôn. Phơm mà 55 kg mặc ok nè, nhưng mà chị nếu mà chị thích con ôm thì chị về chích bèm em tí xíu đó. Rồi xanh đen 2 đó, cái hàng lên cướp của chị biết bao nhiêu tiền không? Em bán cho mấy chị có 180 thôi. Xanh đen 2 đó, xanh đen 2 giùm em nha. Chị nào hết xanh đen nào thì chốt xanh đen đó. Xanh đen 2 và con cuối cùng là con xanh đen 3 đó. Rồi chị Thủy ra chốt lại, chị Tâm Thủy chốt lại giùm em xanh đen 3. Ui em thấy xanh đen 3 nó mặc hơi vừa với chị nè. Lấy xanh đen 3 đi. Xanh đen 3. Rồi chị ưng đi xanh đen nào. Ưng xanh đen nào chốt xanh đen đó giùm em nha. Đó, hôm nay chị Lan Anh có ủng hộ em mẫu nào không chị Lan Anh ơi? Em có mẫu, có cái mẫu có cái mẫu mới về bữa hôm chị thấy chưa? Mẫu mà nè em có tay lỡ và tay con luôn. Hiêu trước, hiêu trên, hiêu dưới, hiêu sau. Và có phối luôn ha, có phối luôn đó. Tay con là 230, tay lỡ là 240. Chị có hết mẫu này không? Lên mẫu này rồi chị xem. Đó, em có 3 con xanh đen. Em có 3 con xanh đen. Đó, chị Thủy lựa lại giùm em nha chị yêu ơi. Lựa lại giùm em đi chị. Lấy xanh đen nào? 1 hay 2 hay là 3? 1 hay 2 hay là 3? Hoặc là xanh đen tay ngắn.
Chị Đăng Phạm nè, cam ba đẹp nè chị.
sang cam 4 đây. Cam 4 cho em con này ha. Cam 4 nè, đính nè, đính 111 này nè hai mấy chị, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Cam 4 và mẫu này mặc là cam 3. Rồi em có 4 con cam, chị là ưng cam 1, ưng cam mấy thì chốt giùm em cam ha. Cam 1 và chốt cam 1, cam 2, cam 3, cam 4, 4 con cam. Chị là ưng cam nào thì chốt cam đó liền giùm em. 4 con cam đó chị ơi, em có được 4 con cam. Chị là ưng con cam nào thì chốt cam đó. Đẹp quá đẹp luôn nè chị ơi. Hàng kết nha, hàng kết kết trực tiếp luôn đó chị ơi. Tính tính cước bằng tay luôn nha, chứ không phải là bằng máy đâu. Cam là 75kg không vừa nha. Cam là 75kg không vừa đâu, tầm 65kg về thôi, 55-65kg về thôi. Rồi chị là ưng thì chốt cam giùm em nha mấy chị ơi. Ưng cam chốt cam rồi giùm em. Thấy luôn không? Hồng không? Hồng. Chỉ 180 một con thôi mà chị không thấy là tiếc, cực kỳ tiếc luôn á. Có chị nào bận da hậu dài không? Cái đầm này là em có da hậu dài luôn ha. Chị đang hết cỡ bận da hậu dài nên chị cứ báo em mặc, em mặc không chị xem. Rồi đây hồng giùm em, chị là ưng hồng, chút hồng giùm em nè. Lựa màu qua giùm con rồi đọc lên mấy chị thôi mà. Rồi chị là ưng hồng, chút hồng, quá đẹp luôn á chị ơi. Hồng nha, thích hồng chút hồng liền giùm em. Cam, rồi đây hồng. Hồng đẹp cực kỳ đẹp luôn á chị ơi, hồng. Ưng hồng không, chị nào thích hồng thì chút hồng giùm em nha. Rồi qua mẫu mấy chị ơi, em qua mẫu nha. Chị hết tầm tay ngắn không thương, hết tầm tay ngắn rồi. Hồng 60kg cho chị Phạm Thủy nè. Đẹp mà không vừa, 75kg là không vừa chơi. Rồi ok nè, lấy hồng rồi. Rồi ok, chốt hồng cho chị nha. 80kg chỉ có con này thôi, không thiêu thôi. Rồi chốt hồng cho chị Phạm, chị Phạm Thủy. Không thiêu. Nè, đủ màu rồi đó. Chị Cẩm Liên có lấy thêm không? Lấy 10 màu rồi, để đầy đủ 10 màu rồi đó. Đúng cái đó là đi tắt này. Có lấy thêm con nào nữa thì lấy nha chị ơi. Đây, em có đủ màu chưa không mấy chị ơi? Đầy đủ màu hết cho mấy chị lựa luôn. Lựa thoải mái mấy chị ơi. Có dài, có ngắn, mấy chị thích dài thì em xin dài nha. Em có dài, có ngắn, có đầy đủ hết. Rồi đây mẫu này em có màu, chị là ưng màu nào thì chốt màu đó liền giùm em. Màu tím hang, màu tím hang em có kiểu khác luôn đó, tùy theo chị thích màu nào thôi. Thích màu nào cứ kêu em lên mà chị xem cái màu. Dạ hồng em hết rồi nha chị Đăng Phạm ơi. Hết hồng rồi chị ơi. Hết hồng rồi, mấy chị chốt đó
đen vàng, màu hồng, màu hồng là anh còn màu hồng này thôi, màu hồng. Còn màu kia có một con nhất mà, còn cái màu này là cái màu xanh đen, xanh đen, màu xanh coban, màu tím nho, tím hàn, xanh rêu. Đó, em có như đó màu nha, em chỉ có như đó màu thôi, chị nào thích màu nào cứ báo em mặc cho chị xem màu đó, đẹp lắm. Ừ, nó có đi dơ cũng dữ nữa. Cô dơ chị đó luôn á, quen. Đó, và chị nào ưng tím thì chút tím thì em có đó, cô Linh Thanh đó, ngon dữ. Đây nè, hồng là lấy hồng này được không, em mặc cho chị xem. Được thiệt chốt. Hồng này hồng phấn đẹp lắm nè. Cô không có ba con, cô khách kia của ở Vĩnh Long cô ghé cô lấy hết trơn ba con hồng luôn, ba con hồng kiểu khác nhau, bây giờ còn mới về được hai mẫu hồng. Rồi chị đã hết hồng, chút hồng đi giùm em ha. Hồng hôm này cái nó ăn cái phần này nè, không thấy bụng quá. Rồi cô nào ưng hồng chút hồng ha mấy cô ơi, cực kỳ đẹp luôn nha. Hồng quá đẹp luôn đó, cô đang tặng cô ưng cái hồng này không, ưng hồng chút hồng liền nha. Ưng hồng chút hồng liền con nha, cực kỳ đẹp luôn cô anh hồng. Đó, hồng cực kỳ đẹp luôn. Hồng rồi chị nào ưng hồng chút hồng giùm em nha. Ưng hồng chút hồng. Màu tím 58kg chị Hánh An nè, rồi ok Vĩnh An nha. Rồi chị đã hết hồng này thì chút hồng giùm em. Hết hồng chút hồng. Đầm có 53kg không? Để cô mặc thử ha. Mặc thử coi xem có đầm 53kg thì phải bớt vô đi chị. 53kg thì phải bớt vô tí xíu. Giống như bận đồ bộ mà chị chích đen vậy đó. Số 2 chị lấy số 2 thì chị chích đen vậy đó. Đầm có màu đen không? 80kg. 80kg giờ hết rồi. 80kg là còn làm xanh này thôi. Xanh đen nè. Xem coi cái đầm này coi nhiêu ký đây, coi mẹ phân to mà không biết nhiêu ký nữa. Trời con hồng đẹp quá. Rồi hồng này 70kg đổ về giùm em ha. Thôi 65kg đổ về thôi. 65kg đổ về hồng giùm em con này, cực kỳ đẹp luôn hồng. 65kg đổ về hồng. Đó, hồng này em xả với chị 170 luôn rồi, chị làm nhanh tay chốt em ha. Chốt cô mày rất là đẹp luôn. Hồng 170 đi. Hồng 170 giùm em, 70kg, 65, 70kg tùy theo chiều cao chị ha. Nhưng mà em trừ hao chị là màu 65kg đổ về đi, mặc cho nó thoải mái. Rồi 65kg đổ về hồng giùm em nha. Hồng em nhớ có mấy cái mẫu này em có xay nhỏ nữa mà giờ. Còn hồng này là cái hồng xòe, hồng xòe có xe nhỏ không? Xe nhỏ là body không? Xe nhỏ là body được không cô? Con ơi, xe nhỏ là con có xe body được không? Rồi chị là ưng thì chốt liền em. À rồi 70kg đổ về, 65-70kg nè, 60kg-70kg em hồng xòe, hồng xòe, còn cái kia là hồng body, cực kỳ đẹp luôn. 170.000 luôn. 170.000 ha, gọi chị nào nhanh tay chốt liền em. 53kg chị đang ngắn. Mấy tay ngắn này là con nhỏ. Con thấy ở đây. Mấy này chị thích nè. Mấy con này chị thích nè. Rồi 55kg đổ về, còn cái này
trên tay chú Thiện An 55kg đổ về thôi nha. 55kg đổ về thôi. Rồi chị Lương thì chú em là tím nha. Tím cực kỳ đẹp luôn, tay ngắn cực kỳ sang luôn chị ơi. Sang cực kỳ sang đây nè. Đó, nó hay biết nghe nữa này. Có hai màu nữa. Mà ừ đó. Miếng cơm này nhỏ nhỏ. Có cái này nó nhỏ thôi nè. Đó, anh còn có một con này xe nhỏ thôi đó. Còn chị nào thích thì chú tìm em 55kg đổ về, 55-56kg đổ về thôi nha. 50kg-56kg thôi. Chứ mà bự hơn là chật nha. Ừ, đẹp quá. Bận lại đi mấy chị. Đó, rồi chị nào ưu thì chú tìm em. Tím, tím thì em ha. Tím tay ngắn 180.000. Con này ở shop cũ người ta bán nè. 310.000. 310 thấy không? Bên em bán 180 thôi. Tại vì biết sao không? Em ôm lô một lần là mấy trăm bộ á, rồi em bỏ sỉ đó. Nên nó bởi vậy mới khó rẻ. Em lấy nhiều để em bỏ sỉ nữa. Rồi chờ em chừa lại em phân nữa em bán cho khách của em. Bởi vì nó có giá rẻ thôi á, chứ lấy mà lấy ít là thế nào mà bán cũng không có được. À, cái này 55kg mặt vừa nè. 55kg mặt vừa vừa nè. Đó. Còn chị 53kg thì 53kg thì con chị mới không đi được. Hello hai mẹ con nhé logo nè. Con nhé logo nha. Màu tím mình còn màu nào mà? Còn con nào không? Rồi màu tím 55kg cho chị Phạm Thủy nè. Còn mà cái gì? Màu tím á, tay ngắn á. Màu tím rồi đó, có hai con mà hai con nhau nữa. Con nói gì con kia nữa. Con nào lấy thêm hai con còn không? Lấy cho chị Đăng Phạm luôn. Rồi thân yêu nè, 55kg mặt cũng vừa luôn nè. Thân yêu nè. Rồi ok luôn. Rồi ok, chốt cho chị Đăng Phạm thêm một con rồi nữa ha. Màu tím luôn. Ủa chị Đăng Phạm chứ hỏi còn vừa không? Vừa chị ơi. Tím chị mặc vừa nha. Chị này của ai? Cái đó là cho chị Phạm Thủy. Hello cô Nga nè. Cô Nga giờ này mới hút thằng cô. Rồi đây quả đẹp luôn, xăm rêu. Xăm rêu giùm em ha. Xăm rêu. Rồi chị đã hút xăm rêu, chốt xăm rêu giùm em. Đó. Xăm 55kg mặt đẹp luôn á. Em là phẩm nhận có sụt không nữa, không nhắc nó số ký đâu. Rồi xanh rêu nha, chị đã hết xanh rêu, chốt xanh rêu. Xanh rêu 55, nhưng mà 55kg nếu mà hết bằng ôm thì phải chích ben như giùm em ha. Nha chị Phạm Thủy ơi, nếu mà hết ôm thì phải chích ben giùm em tí xíu. Chích hai bên hông tí xíu. Còn không thì để bình thường mặc cũng không sao nha. Đẹp lắm chị, mặc thử đi. Chất này rất là đẹp luôn. Xanh, lấy xanh cho chị luôn. Rồi chào em chào chị Oanh Nguyễn nha. Em chào chị yêu nè, rồi chị nào thì nhắn tay chốt liền em nha. Rồi chị Đăng Phạm chị có lấy màu tím đúng không chị yêu ơi? Em còn một con duy nhất màu tím, chị có lấy thì chốt liền em luôn. Tím đó là tím Huế hay sao á? Rồi xanh rêu 55kg chốt cho chị rồi nha chị Phạm Thủy ơi. Ốm đẹp mặt dễ thương con. Ốm đẹp mặt dễ thương con ơi. Mặt quá xấu lắm cô ơi. Mặt quá không lai nổi á. Khơm xuống khơm lên khơm xuống nó lấy đồ quá hở luôn á. Mệt hở luôn á. Mặt mà khỏe không nói gì, mặt mà mặt mở á, mở cơm xuống mở nó cọp một cái ha, khỏi thở luôn. Rồi đây mẫu này ha, chị đã ưng thì chốt giùm em nè. Rồi chị đã ưng thì chốt giùm em tím than. Tím than cái này là chất u mì nha, chất u mì giùm em nha mấy chị ơi. Chất này là chất khác cho em nha. Rồi đây mẫu này thì 170 ha, 170 tím than giùm em.
trăm bảy chuyến này em 62.3 ký độ về đó, 62.3 ký độ về cực kỳ đẹp luôn, nhìn đầu cao 65 cái mặt cũng vừa luôn nha, đó cực kỳ đẹp luôn rồi, vậy là ưng tuyến hàng, chốt tuyến hàng 170.000 tím hàng. Không phát thì bao nhiêu tí chơi.
Rồi xanh cô ban 55 đến 60 ký, bạn vừa em con này mấy chị ơi. 55 đến 60 ký đổ về bạn vừa em con này. Đó, cái này 55 ký mặc được nè. Em 60 ký là mặc vừa phơm mà 55 ký mặc hơi rộng rộng chút xíu mặc ok nè. Còn chị là ưng thì chốt em xanh cô ban. Xanh cô ban 170.000. Đó, đẹp không mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, một ngày mua đầm, một ngày mua đồ bộ. Đó, về là đầy đủ luôn. Đi đám là khỏi còn lo mua đồ nào nữa hết trơn á. Còn chị đã ưng thì chốt liền em. Xanh cô ban. Xanh cô ban đó chị nha. Xanh cô ban cực kỳ đẹp luôn. Chị đã ưng xanh cô ban, chốt xanh cô ban giùm em. Xanh cô ban có màu đỏ luôn nè. Để một tí mặc màu đỏ mấy chị xem. Cái hàng này là thì cái phơm nó hơi phòng phòng á. Nên mấy chị khỏi còn lo là nó bị ấy. Shop ở đâu vậy? Dạ shop em ở Vĩnh Long á chị ơi. 243 đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long nha mấy chị ơi. Đó, coi chị ưng xanh cô ban, chốt xanh cô ban giùm em. Bữa hổm màu này em nhiều lắm, có đủ size hết trơn á. Nhưng mà khách sĩ gom hết rồi. Khách sĩ gom hết, bán tết hết trơn rồi. Cái này là lần này là lứa nha. Nhưng mặc vô không thấy gì đâu. Mặc vô nó không có mấy chị không thích á, mà chị thêm miếng gan tí xíu nữa là ok. Đó, coi chị là ưng thì chốt liền giùm em nha. Màu đỏ. Màu đỏ quá đẹp luôn, chất u mì giùm em á mấy chị ơi, chất u mì nha. Xem dạ hội cân canh mặt đỏ. Xem dạ hội đỏ hả? Rồi ok. Nhiêu ký chị? Chị Hồng Tâm lên xuống ký chụp cao nghe em đi để em tầm 65 ký đôi về thôi. Chị ơi nhiêu ký? Mất không em mở xuống chị mặc không lùa sao? Nha chị Hồng Tám nè, chị Hồng Tám lên xuống ký chụp cao em để em luôn hoa luôn rồi chị yêu ơi. Nhũ tuyết hai lớp em nè, xanh cuban giùm em, xanh cuban em còn được có con một.
60 đến 70 ký giùm em xanh coupon. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Chị nào hết màu nào thì cứ màu đó đi giùm em còn không con mà quên nữa. Em còn có con xanh coupon rồi nha. Đó, rồi chị nào hết thì chốt cho em 60 đến 70 ký giùm em. Em có đầm xanh đen được không chị? Xanh đen chứ không có màu đen chứ. Em hết màu đen rồi, em còn màu xanh đen thôi. Màu đen tay lỡ thì được. Thì có. Còn đây nè, đầm xanh đen tay ngắn nè. Mà chị bao nhiêu ký vậy? Lên số ký chiều cao giùm em luôn đi chị. Số ký chiều cao giùm em luôn nha. Quá đẹp luôn. Xanh đen. Xanh đen giùm em nha. Chị đã ưng thì chốt giùm em xanh đen này. Thì tầm 62kg độ về luôn. 62-63kg độ về. Ủa lộn, 65kg độ về luôn được nha. 65kg độ về bằng vừa em luôn. Tại vì khung này là khung sơ lên cao cấp độ 1. Co giãn thoải mái ha. 65kg độ về giùm em con này xanh đen. Xanh đen chị nha. Tay ngắn luôn. Nghe ai tốt lắm. Rồi chị nào ưng thì chốt em xanh đen. Xanh đen. Xanh đen đó chị nha. Có chị nào hết bận rồi. Dạ họ mấy chị báo giùm em cái số ký chiều cao để em lên mấy chị nha. Nha mấy chị ơi. Đầm dạ họ có chị đã ưng không? Em lên cho mấy chị xem đầm dạ họ nhiều lắm mấy chị. Em có đầm dạ họ nhiều lắm. Rồi chị đã ưng xanh đen, chốt xanh đen giùm em nha, xanh đen. Một con này. Không muốn lên đồ bộ thì em lên đồ bộ luôn nha chị ơi. Hay là lên đồ bộ đi. Nha mấy chị, em lên đồ bộ nha, không lên đầm nữa đâu. Đồ bộ nha. Em lên đồ bộ nha. Lên đồ bộ nha. Đen phối nâu rất là đẹp luôn nè. Hàng đính cước luôn. Quá sang cái mẫu này. Quá sang luôn. Rồi chị đang em thay chốt liền em xanh đen. Ồ, màu đen chứ bậy. Màu đen nha. Rồi ai ưng đen chốt đen giùm em. Đen 180. Ủa, kiểu nha. Rồi xanh đen, chị đã hết xanh đen, chốt xanh đen giùm em cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Đó, xanh đen. Màu đen. Không có. Chị có còn đó mà chị để mà biết nào đi chị giờ. Không nè. Rồi ok chốt xanh đen hả chị nè. Ok chốt xanh đen hả chị Phạm Thủy nè. Đẹp lắm chị ơi, chị nhận người về đi. Có chị nghiệp thôi. Rồi chị đã ưng đen chút đen giùm em nè. Ưng đen chút đen giùm em. Quá đẹp luôn, 60kg độ về. 60kg độ về ha. 55kg độ lên rồi chị đã ưng thì chốt giùm em 60kg độ về giùm em con này. Đó, xanh màu đen. Chị nào cao lên nó thì sao, sát mấy chiếc mặt cũng vừa luôn á. Cái này tại vì nó to giãn, không chịu bao nhiêu ký thì nó mặc vừa thôi á. Từ 55kg đến 65kg mặc vừa nha. Xanh đen, 55kg mặc cũng ok luôn nè. Màu đen. Màu đen giùm em. Đen phó được, rất là đẹp luôn. Hè là đính cước luôn nha.
đính cườm vào đây luôn nè. Đó, đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Đen, đen 180 ngàn. Đen 180. Nó ngồi ra con cam nữa nè. Cam cái ánh nó đẹp quá trời luôn. Rồi con cam nè, cam tay ngắn nè, có đâu ra tay ngắn kìa. Con cam này đẹp quá, đẹp luôn. Nó đính cườm từ trên xuống dưới luôn. Con cam nha, rồi chị đang thích cam chút cam giùm em. Có chị nào hết bận dài và hỏi không? Cái mẫu này em đang ra, em đang mặc nè là cũng có dài luôn. Có dài và hỏi luôn á mấy chị. Mẫu này nè. Có 55 ký hơn vừa nè. À, có một con này 55 ký, mặt đẹp nè, để em lên chị xem. Rồi chị nào nhắc ta chốt giùm em con này, quá đẹp luôn. Cam giùm em ha, cam. Đó, cam. Ai ôm cam, chút cam giùm em, 180 ngàn cam. Đẹp quá đẹp luôn mấy chị ơi. Cam 180 nha, 180. Màu đen. Rồi ok, chốt màu đen cho chị luôn. Màu đen, rồi màu cam, chị ưng cam thì chút cam luôn. Ưng cam, chút cam. Mẹ lấy giùm con cái màu đen 80 ký thôi. Cái đầm Quảng Châu á, thử coi chị có chịu không. Có chị Ngọc Dung gì đó, mình chưa thấy gì mà. Ngọc Dung hình như là này chị chưa thấy gì á. Ủa Ngọc Dung hả? Thôi em hả? Chị cứ đầm rất là cao cấp thôi, vì vậy mà thử mẫu đó đi, cực kỳ sang luôn. Rồi đây nè. Mẫu này là chị 55 nè. 55 ký mặt đẹp nè, 57 ký độ về, 50 ký độ lên, 50 ký đến 50 ký đến 57 ký nha. Rồi chị đào ưng thì chốt giùm em, quá đẹp luôn. Rồi ghi em mày làm mã trắng đen đi, mã trắng đen giùm em mấy chị ơi, mã trắng đen cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này em sale với chị 180 luôn, hôm nay sale luôn còn có 180 nha. Rồi chị đào hết thì chốt giùm em. Chị Phạm Thủy mua về bán hay là sao chị? Bán hay mặc vậy? Rồi ok, chị này chốt cam cho chị luôn. Rồi ok chị nào, rồi chị đã ưng thì chốt giùm em. Cho chị màu cam đi em. Màu cam, mẹ coi màu cam mình còn cái mẫu đó không ạ? Khác mẫu. Nè ở trên đây nè. Ồ khác mẫu hết cam rồi. Hết cam rồi nha chị ơi. Rồi chị đã ưng trắng đen, chốt trắng đen giùm em luôn. Dạ hội, dạ hội nào cô? Con có nhiều mà cái kiểu dạ hội lắm. Dạ hội bao nhiêu thì nói. Đây dạ hội này. Dạ hội này á thì nhiêu ạ? 220. Quá đẹp luôn. Hai gì? Rồi, rồi đây, dạ hội này, hai lớp nha, hai lớp giùm con. Rồi dưới phần dưới đây là nó có phối nè, cực kỳ kim sa phối dưới phía chân luôn, rất là sang. Mẫu này là 220, cực kỳ đẹp luôn, 220, dạ hội 220 mẫu này ha. Còn dạ hội này cũng có màu phải không ạ? Dạ hội cũng có đủ màu luôn. Bên phía sau á là đại hội ghen đỏ, rồi ghen gì nữa? Ghen vàng, ghen tím đó. Còn cái này là có màu gì? Màu nâu, màu đỏ với màu gì á đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi ok cô nè, rồi đây chị đã ưng thì chốt em ha. Đỏ ưng đỏ chút đỏ là em ha. Đỏ này em bán chị là 220 luôn. Rồi chị nào nhanh tay chốt thì em 20 sản phẩm em tính chị giá sĩ nha chị. Rồi chị đã ưng thì chốt em ha. Khách mới lấy hàng nhiều thì nhớ cọc kẹt giúp em ha. Cọc kẹt giúp em để bi đơn nha mấy chị ơi. Rồi chị là ưng trắng đen, chốt trắng đen giùm em luôn. Em có đồ bộ đó, chị có lấy thêm đồ bộ không? Có lấy thêm đồ bộ không? Em lấy lên đồ bộ lên cho chị lựa. Trắng đen cái mẫu là đẹp nè. Mẫu trắng đen là đẹp nè. Đen sản 108 luôn, chị là ưng thì chốt giùm em. Một cô kia thì lấy sỉ về bán, còn là đồ số 5 không? Số 4, số 5 không ạ? Cô này là lấy xe nhỏ.
Đây nè cô Ngọc Dung. Cô Ngọc Dung còn xem không cô ơi? Đây nè, cô lấy mẫu này đi, màu đen nè, 85 kg độ về nè, còn đẹp nè. Hàng cao cấp luôn. Hàng này là hàng cao cấp nha, rồi chị là Ưng thì chốt giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Hàng cao cấp với chị nha. Rồi chị là Ưng đen chút đen em. Đó. Phong xuông cực kỳ đẹp luôn, rồi chị nào nhanh tay chốt giùm em con này. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, có ba sen ha. Thưa qua sen nha mấy chị ơi, rồi chị nào Ưng thì chốt giùm em, phơm này là phơm lớn quá. Phơm đại nha mấy chị ơi, rồi chị nào nhanh tay chốt giùm em. Tay phòng luôn nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Cô kia cô nhận về cũng khen quá trời khen luôn, rồi chị nào Ưng thì chốt giùm em mẫu này nha. Mẫu này em có 3 màu. Màu đen, màu đỏ với màu xanh đen. Hàng vẫn cao cao cấp nha mấy chị nha. Màu đỏ, màu xanh đen với màu đen nha. 3 màu. Một quả trâu luôn. Rồi chị là hết thì chốt liền giùm em. Cô Anh Sáu ơi, cô lấy màu nào? Cô hết màu đó thôi, cô lên đưa cô xem. Hết màu nào không, cô lên đưa cô xem. Chị đang phạm màu cam khác được không chị? Màu khác cam mẫu nè, cam này cũng đẹp nha. Rồi cam chị là Ưng cam, chút cam cho em nè. Đẹp quá đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào Ưng thì chốt giùm em cam. Cam nha, Ưng cam chốt cam giùm em cam. Đẹp quá. Đó cam. Cô đang phạt có lấy cam chốt cam con nha. Con cam cực kỳ đẹp luôn nha. Cam. Chị thích cam này thì chốt cam giùm em. Cam nó cam 1, cam này cam 2 đi, cam kia cam 3. Cam này phải không? Rồi. Con này là cam 2 nè. Cam 2. Quay cam 2 nha, cam 2. Cực kỳ đẹp luôn. Cam 1 nè. Cam 2. Con này là con cam 3. Có 3 con cam. Đó, và chị là Ưng cam nào chốt cam đó cho em. 3 con cam. Để em xem hồi nãy giờ chưa mặc màu nào. Lên cho mấy chị xem thử luôn. Đây màu tím nho. Con công luôn, con cục con công gì á. Chị nào thích giả hội bao nhiêu ký thì chị báo số ký giùm em mới lên được nha. Giả hội là phải lên số ký giùm em mới lên được. Giả hội dài còn nhiều kiểu mấy chị ơi. Giả hội dài là còn bao ra kiểu rất là đẹp luôn. Rồi phương này thì tầm 55-57 kg độ về nha. 57 kg độ về, chị nào nhanh tay thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Ghen đẹp quá đẹp luôn mấy chị. Đây nè. Ghen quá đẹp luôn. Rồi chị Đào Ưng tím nho. Chốt tím nho giùm em. Phơm này là phơm nhỏ ha. Phơm này tầm 57 kg độ về giùm em. Đó. 57 kg độ về giùm em tím nho. Tím nho theo con công nè mấy chị. Theo luôn con công, con phụng gì nè. Đẹp quá nè mấy chị ơi. Rồi chị Đào Ưng thì chốt giùm em tím. Ưng tím chút tím giùm em nha. Chỉ có một con nè. Con này là chỉ có một con duy nhất nha. Chị nào nhanh tay trước thì chốt trước giùm em nha mấy chị ơi. Đó, Ưng thì chốt giùm em tím, Ưng tím chút tím giùm em. Quá đẹp luôn. Đó, tím nha. Ai Ưng tím chút tím giùm em. Tím nho. Tím nho. Đó, tím nho giùm em.
tím nho. Đó, coi chị nào thích tím nho này thì chốt tím nho giùm em nha mấy chị ơi. Tím nho là cực kỳ đẹp luôn. Tím nho. Rồi chị nào muốn lên đồ bộ không? Em lên đồ bộ cho mấy chị lựa nè. Thích lên đồ bộ không? Lên đồ bộ mấy chị lựa nha. Ôi 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 đẹp quá. Màu xanh coban đây. Màu xanh coban giùm em. Ưng xanh coban này thì chốt giùm em nha. Nãy giờ chưa mặc xanh coban kiểu này nha. Chị nào ưng thì chốt đi. Rồi xanh coban. Xanh coban rồi chị đã hết xanh coban, chốt xanh coban cho em liền. Xanh coban. Đó, hình trái tim hay gì nè. Xanh coban nha, rồi chị đã hết xanh coban, chốt xanh coban. Đến 70 kg giùm em, còn chị nào nhanh tay thì chốt liền em con này.
200.000 nha, đầm 200 giùm em là mã 200 đi. Xanh 200. Đó, hai lớp giùm em luôn, xanh 200 hai lớp luôn các chị ơi. Phơm cực kỳ đẹp luôn, xanh 200. Đó, xanh 200. Đẹp lắm cô ơi. Phơm cực kỳ đẹp luôn. Chất giải mặc cái này nó còn rất thoải mái luôn á. Đó, phơm thì cô chốt con là đầm xanh 200 nha. Đó, đầm xanh 200. Cô lấy nhũ hồng rồi, ok, lấy nhũ hồng cho cô nè. Đẹp lắm. Bữa hôm cô có lấy giúp nhé cái nhũ nào chưa? Trời ơi, cô không thấy mấy cái nhũ là cô tiếc, cực kỳ tiếc luôn á. Cô lấy đi. Đó, cô mua đầm mà cô không lấy nhũ này là cô tiếc, cực kỳ tiếc luôn á. Rồi ok, chốt nhũ hồng cho cô nha. À, là phẩm cô lấy mà cô xả ra cái nhũ thôi đúng không? Rồi ok, lấy nhũ hồng cho cô nè. Cô lấy mấy cái nhũ nó đẹp lắm á. Rồi đây là chị Đào Ưng thì chốt thì giùm em. Xanh ha, xanh. Xanh 20, ủa lộn, xanh 200. Bán 20 cái đầm này chắc lỗ chết luôn á. Xanh 200. 200 nghìn nha mấy chị ơi, 200. Cực kỳ đẹp luôn, xanh 200. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Áo rồi mà. Không hết rồi. Chị nào nhanh tay thì chốt cho em nha. Cô lấy cái xanh nó đẹp đó cô. Cái này là phơm nhỏ nha. Chị Đào Ưng thì chốt cho em là phơm này là tầm 50 kg, 50 đến 60 kg ha, 50 đến 60 kg giùm em con này, cực kỳ đẹp luôn. 50 đến 60 kg thôi. Ở 50 kg đến 60 kg giùm em con này. Chất body cực kỳ đẹp ha. 180.000 giùm em con này, cực kỳ đẹp luôn. Rồi ghi giùm em con này là mã 1 đi. Mã 1 giùm em con này ha. Rồi chị đã hết mã này thì ghi em là mã 1, cực kỳ đẹp luôn. Mã 1. Mã 1 giùm em con này. Bây giờ em có em lòi ra mấy con size nhỏ quá trời luôn nè. Có chị nào đang xem không? Có chị nào size nhỏ đang xem không? Lên chị xem. Em lòi ra ba cấp cái mẫu size nhỏ luôn ha. Có sọc gần nè. Khóa beo nè. Khóa nhũ bạc. Rồi khóa nhũ hồng. Khóa kim sa. Khóa beo rồi khóa sọc. Rồi con này là hàng cao cấp thì nè. Đẹp luôn. Rồi chị Đào Ưng con này thì chốt cho em nè. Rồi chị Đào nhanh tay chốt em con này ha. 60 kg đổ về giùm em con này, cực kỳ đẹp luôn. Ưng thì chốt giùm em ha. 60 kg giùm em con này, mã 2. Mã 2. Đó, mã 2 giùm em con này ha mấy chị ơi. Mã 2. Cực kỳ đẹp luôn, mã 2. Ủa, em cái này em 90 nè, hình như con Thúy bằng vừa cái này nè, để con lên con sợ. Con này mình đo chưa cô Diễn hả? Để con coi cái eo này nó to không?
chị được phó mail, chốt phó mail giùm em mấy chị ơi. Phó mail 180.000 luôn, phó mail. Phó mail nha mấy chị ơi, phó mail. Đó, và chị là hết phó mail, chốt phó mail giùm em. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, phó mail. Con này nha, mấy chị muốn lên đầm hay muốn lên nội bộ nữa mấy chị nhớ báo cho em để em lên mấy chị xem nha. Rồi mã 3. Rồi chị đưa mã 3 chỗ 3 là con này là tầm 60 kg đến 70 kg cho em, con này cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp mấy chị ơi, cực kỳ đẹp, rồi chị là ưng thì chốt em. Mã 3. Mã 3 giùm em nha, mã 3. Rồi chị đưa hết mã 3 chốt 3 giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Mã 3. Chị nào ưng thì chốt giùm em nha. Rồi phó beo, phó beo với chị Bích, Bích Ngọc nè, ok chị yêu nè, ok chốt với chị nha. Chị gì chị Phạm rồi ok nè, lấy phó beo mà phó beo của chị Bích Ngọc 65 kg mà đúng không, 65 kg mỗi đó mặc không vừa nha chị ơi, tầm 62 kg thôi chị ơi, tầm 62 kg đổ về thôi ha. Rồi mẫu này nè, chị lấy mẫu này là mặc đẹp nè, mã 3 cho em nha, chị là ưng thì chốt em mã 3. Mã 3 giùm em, cái bông hồng này rất là đẹp luôn. Mã 3. Này là 170 nha, rồi giờ em qua đồ bộ nha mấy chị ơi, em qua đồ bộ cái nữa rồi em xuống nha.
56 kg đổ về nè, cực kỳ đẹp luôn, vàng đẹp quá đẹp chị ơi. Rồi chị nào nhanh tay thì chốt cho em con này nha. Chị Vân Phương còn xem không, em sale với chị con này nè, em sale với chị luôn. Mấy chị muốn sale hàng bao nhiêu ký? Mấy chị ơi, mấy chị muốn lên hàng sale bao nhiêu ký mấy chị báo em cái nha. Rồi vàng ha, chị là ưng vàng chút vàng giùm em. Vàng này là form 56-57 kg đổ về đi, 50 kg đến 57 kg. Rồi chị nào nhanh tay chút em rồi vàng ha, sale mấy chị là 180.000 luôn. Rồi chị nào nhanh tay chút giùm em 180.000 giùm em con này, 180 ha, 180 chị nào nhanh tay chốt giùm em. Bên đây buồn quá. Ủa mà cô không đi làm hả? Cô Nga Nguyễn hả? Hôm nay cô không đi làm hả? Rồi chị đã ưng thì chốt em vàng nha. Vàng 57 kg về còn đúng một con nhất là 180 nha mấy chị ơi, 180.000 nha. Còn chị nào nhanh tay chốt liền giùm em 180.000. Con Nga Nguyễn có mặt đầm không? Con có đầm Quảng Châu á cô. Con có đầm Quảng Châu, đầm Quảng Châu mà xây lớn á, xây lớn mà người bằng số 5 á là mặc á được á. Hoa sen luôn, đẹp lắm. Số 2 mặc được không? Cô Hoa Hồng nhiêu ký ta? Ồ cô xuống xuống cái này là cô mặc đẹp ok luôn nè cô Hoa Hồng ơi. Mẫu này là cô mặc ok nè cô nha. 55 kg là cô mặc con này giùm con đi. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, cô đang xem chỉ có 180 thì còn có con một và xả hết luôn. Cô lấy thì cô ok giùm con. Bây giờ con kiếm mấy con xe nhỏ nè, chị hôm qua con có mấy con xe nhỏ. Đây nè, kiếm một con. Nhiều lắm luôn. Đó, cô có lấy một con đó thì cô chốt thì giùm con nha. Được nha cô ơi, cái phơm đó là phơm size nhỏ, là cô mặc vừa phơm luôn, không có cần đi bớt gì nữa trơn á. Phơm đó là phơm vừa phơm của cô đó, cô phơm thì cô chốt thì giùm con nha. 180.000, 180.000, tại vì con còn có con xả hết luôn đi. Con xả cho hết luôn. 180.000 một con ha. Rồi chị là ưng vàng chút vàng đó giùm em đi. Vàng đó hàng đẹp đó, hàng ok, hàng đẹp đó mấy chị ơi. Rồi chị là ưng thì chốt liền em. Cô 55 kg hả? Đẹp lắm cô. Ưng thì chốt giùm con nha. Đó, đi vào đây cực kỳ đẹp luôn. Rồi ok, chốt cô vàng. Chốt cho con vàng nè, đẹp lắm. Để con kiếm vài con xay nhỏ, cô lên cho cô xem thử. Rồi vàng. Rồi đây. Con này cũng 50 kg đến 57 kg mặc vừa. Nhưng mà 55 kg là mặc ok. Đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn mẫu này ha. Rồi mẫu này con xả luôn. Rồi luôn còn con xả luôn. Xả 180.000 luôn. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền em. Đây là gói tay cực kỳ đẹp luôn, đen vàng. Rồi chị đã hết màu đen này thì chốt đen giùm em ha. Đen 180.000. Quá đẹp với chị ơi. Còn đúng một con. Ủa mình còn con nào nữa không? Con nào xin lớn không? Dạ.
Vậy là còn có một con duy nhất thôi nha mấy chị ơi, rồi chị nào ủa còn màu xanh hơn. Rồi chị nào ôm thì chốt em đen vàng, màu đen đây, chốt đen nha. Đen xả 180 luôn rồi chị nào. Lâu lâu em mới có được cái size nhỏ để em sale đó. Toàn là size nhỏ em hết trước không à. Em toàn là sale size lớn mà hôm nay đâu mà ra con mấy con size nhỏ, hồi tối em mới soạn ra mới thấy nè. Nên bây giờ em xả hết mấy chị luôn. Lâu lâu mới hiếm được mới được có size nhỏ sale nha. Rồi chị nào nhanh tay thì chốt thì em đen vàng 180.000. Đen vàng là đẹp nè cô ơi. Lấy màu đen vàng đi cô, hơn hồng ơi, đẹp lắm cô. Đây nè, 3D luôn nè, hiêu vô ghen luôn. Hiêu vô lưới luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, đẹp cực kỳ luôn rồi chị nào ưng thì chốt thì em. Đen vàng 55 kg đổ về. Đen vàng ha, chị nào ưng đen vàng kia em mà đen vàng nha mấy chị ơi. Đen vàng không còn một con nào nữa hết ha, còn được đúng một con đen vàng thôi. Chị nào ưng thì chốt liền em đen vàng. Đen vàng chỉ 180 một con thôi, bữa hôm bán 210. Hôm nay còn con bán giá vốn luôn. Vốn lỗ luôn á chứ vốn gì nữa. Đó, còn con à xả luôn. Còn con xanh cơ mà. Đen vàng 80 kg còn không? Một bộ tên lỡ không còn. Không còn cô Thúy Thanh ơi. Kiểu khác đi. Kiểu khác được không? Đen vàng con có mẫu khác rất là đẹp luôn. Tay lỡ hả? Rồi có luôn nè, rồi ok nè, đợi con tí xíu ha. Đợi con tí xíu ha, rồi cô nào 75 kg con lỡ bóc con này lên. Rồi bây giờ con xe con này luôn. Cô nghe cái cô hỏi em mà không xuống á. Không xuống á hả? Rồi để con lên cùng cho cô nghe xem. Rồi đây nè, cực kỳ đẹp luôn rồi chị nào nhanh tay chốt đi giùm em ha. Màu vàng 75 kg độ về. 75 kg độ về có hiệu sao luôn, xả cho mấy chị luôn. Nhiều anh. Rồi luôn xem mấy chị luôn, 190.000 luôn. Còn đúng một con nhất nha chị nào nhanh tay chốt đi giùm em. Đó, hiệu trước và hiệu sao. Hiệu trước hiệu sao rồi chị nào nhanh tay chốt cho em liền ha. 190.000 luôn, chị nào nhanh tay chốt liền em. Màu vàng 190.000 ha. Màu vàng. Vàng giùm em ha, hiệu trước hiệu sau 75 kg độ về. 75 kg về luôn. À, không phải ý cô hỏi. Có da không có gài bên hông, không có gà bên hông, gà là gì? Không có gà bên hông là sao ta? Không có gà bên hông. Rồi đây nè, cái mẫu này đây đen vàng đúng không, tay lỡ đúng không, con có luôn. Rồi mà đứng lên mà kiếm đen vàng con đó nè, con này nè. Cho mát mặt được á, cho cô đó cô xem. Rồi cô gì cô Thanh Quý nè, để con lên mẫu này cho cô xem, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Cái mẫu này em mới về luôn ha, mẫu này là hàng mới về luôn, hàng mới về cái bẩn luôn. Đen vàng có đen vàng, tay lỡ có hết đen cái tay lỡ luôn. Còn cái mẫu nữa là không có tay lỡ, chứ lại là cái mẫu đó là hết rồi, chỉ còn đúng một con size 55-56 kg độ về thôi nên sale. Rồi cái mẫu này tay lỡ nè. Rồi chị đã ưng thì chốt em đen vàng tay lỡ ha. Đen vàng tay lỡ giùm em con này, cực kỳ đẹp luôn. Thank you.
chị nào nhanh tay chốt liền em con đen vàng tay lỡ ha. Đen vàng tay lỡ size 2 đến size 4 là 210, size số 5 là 220 giùm em con này, hàng mới về luôn. Giống bà ba chị, không có gì, không có giống rồi, không có bà ba rồi, sẻ bà năm không mà sẻ hả? Rồi đây mẫu này ha, size 2 đến size 4 là 210, tay lỡ 210, size số 5 hơn giùm em 10.000 giùm em ha. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền em, bây giờ đọc màu chị nào ưng màu nào chút rồi đó ha. Phơm này em có tay ngắn luôn, tay ngắn là 200, size số 5 hơn 10.000 giùm em luôn. Đúng rồi, mà không có mua nó nha cô ơi, cũng sẽ thì cắt nha. Rồi đây cái đọc màu chị nào ưng màu nào chốt màu đó là giùm em đi. Ưng màu nào chốt màu đó là giùm em nè. Rồi đây form em đang mặc nè, ở cực kỳ đẹp luôn, rồi chị nào nhanh tay chốt thì giùm em đi, em có màu luôn. Màu đen vàng, đen đen mặt nè. Màu tím nho, ưng màu nào cứ kêu em mặc nó chị xem màu đó ha. Em có tay ngắn và tay con luôn, của tay tay lỡ và tay con luôn. Màu tím nho. Màu đỏ tươi. Màu tím cà. Màu cam. Màu hồng cánh sen. Màu hồng, ủa lộn, màu vàng. Màu xanh bơ. Màu da. Màu đỏ đô. Màu đen đỏ, có và chị đào ưng thì chốt giùm em ha. Quần red jean. Không có rồi cô nha. Không có quần red jean rồi, không có giống quần red jean này. Chốt cho cô bộ đen vàng tay lỡ đen mặt đi. Có bộ nào đẹp nữa không, cho cô một bộ nữa. Dạ có nhiều lắm. Nhiều lắm cô ơi. Rồi ok, lấy cho cô một bộ đen vàng ha. Đen vàng. Rồi đó, rồi chị nào thích màu nào cứ kêu Hương ơi, mặc cho chị xem đi, mặc cho chị xem lại ha. Em mặc cho mấy chị xem luôn. Chị đã thích màu nào không? Xanh bơ nè, màu da nè, màu đen đỏ, màu đỏ đô, màu đỏ tươi, màu vàng, màu hồng cánh sen, màu cam, màu xanh coban, màu tím nho. Đó, thích màu nào cứ chốt màu đó liền giùm em nha mấy chị. Thích màu nào chốt màu đó liền giùm em. Rồi bây giờ nha, cái mẫu nào đúng không? Đây nè, có mẫu này đẹp, cái này mà tay lỡ đúng không? Còn cặp lớn. Tay lỡ. Còn cặp lớn nữa. Rồi đây để mặc cái mẫu này. Không có hả? Hai cái. Mẫu này tay lỡ nè. Rồi cho cô bộ đỏ đô đúng không? Rồi ok, chốt cho cô một bộ đỏ đô nè. Là tổng cộng 2 bộ. Rồi ok, cô chốt cho cô nè. Cho cô một bộ đỏ đô. Rồi ok, chốt cho cô nè. Rồi lấy thêm một bộ đỏ đô thôi mà. Rồi à, cái mẫu nào tay lỡ đây? Tay lỡ là cái mẫu này, bây giờ em chỉ còn được màu đen vàng thôi. Ui nè, mẫu này còn đúng size số 5, còn đúng một bộ, bộ đen vàng thôi. Bây giờ lên cái mẫu này đi còn nè. Bây giờ chỉ còn được cái mẫu này là được, còn tay lỡ thôi. Tay lỡ để xem coi còn bộ gì không. Rồi đây em mặc chị xem con này. Đen vàng với màu đỏ đô. Rồi bây giờ hiện tại là tay lỡ. Còn cái mẫu này đây. Mẫu này cũng bằng giá luôn. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi chị đằng nhanh tay chốt liền giùm em con cam. Cam. Tay phơm này em có size từ 90kg độ về ha. 90kg độ về. Size số 2, size số 4 là 210. Tay lỡ 210, tay con là 200. Đó,
phay số 5 hơn 10.000 giùm em. Rồi chị là Ưng thì chốt em con cam nha. Ưng cam, chú cam. Cái gì đây Hoàng? Biết rồi nhưng mà sao hết? Vậy đen vàng hết hả? Vậy là cô Thanh Thúy ơi, đen vàng mẫu không? Đen vàng cái mẫu hồi nãy cũng mới vừa hết rồi cô ơi. Đen vàng cũng hết rồi, cô lấy giùm con cái mẫu là được không cô? Cô lấy giùm con cái mẫu là được không? Lấy đen vàng là được không cô? Đen vàng này đẹp nè. Sale cho cô luôn. Sale cho cô luôn. Có heo dưới luôn, cực kỳ đẹp luôn nha cô ơi. Đen vàng nè. Cô xem cái đen vàng đẹp lắm. Hết đen vàng kia rồi, cô lấy đen vàng là được không? Đen vàng tay con thì còn. Mà cô thích bận tay lỡ. Rồi nè, đen vàng là được không cô ơi? Cực kỳ đẹp luôn nè. Con mặc size lớn ha, nên nó hơi rộng chút xíu. Đen vàng được không? Đen vàng này size số 5 và xả là cổ thiêu luôn. Bằng giá bên kia luôn đi. Rồi, bằng giá luôn rồi chị nào Ưng thì cô Ưng thì cô chốt liền con ha, đen vàng bông mai luôn nè, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn ha. Được không cô ơi? Chịu đen vàng được không cô? Chịu đen vàng được không cô? Con còn được có một con rồi nè. Con còn được mẫu này size số 5, con còn đúng một con đen vàng luôn. Sale cho cô luôn 210 luôn, size số 5 mà sale cô 210 luôn, lấy một con số 5 luôn đi. Còn có một con lạc lõng một con số con luôn á. Đó. Vậy lấy cho cô. Rồi ok cô. Ok cô nè, lấy cho cô luôn. Hàng này con đang sale hết trơn á, tại vì đang gửi hàng về. Nên trong thời gian này mấy khách nào mà vô mua là rất là hên luôn á. Sale hết luôn. Rồi đây. Con lên tiếp cái mẫu này. Con lên tiếp cái mẫu này nha. Đẹp luôn con cam này, cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào Ưng thì chốt con cam ha. Vậy chị hỏi em bó tay luôn á. Hư, bộ hư đen mặt chị có bộ cam hư đen mặt. Con không biết luôn á. Con không biết cô, hình như là cô chưa hay sao á. Bây giờ đổ trong tủ đổ chị rồi, em không biết đâu. Bây giờ cô nhớ giùm con đi ha. Cô coi cái nào cô mặc rồi, cô có thì cô khỏi đặt. Còn cái nào cô chưa có thì cô đặt ha. Chứ giờ cô hỏi con không biết nữa, một ngày mà bây giờ cách quen của con mà con còn không nhớ nữa. Con chỉ nhớ mỗi là cô Lâm Thanh thôi đó. Nói cô Lâm Thanh cái là con nhớ cô liền luôn vậy đó. Một cam này hình như con nghĩ là cô chưa lấy một cam đâu. Con nhớ là cô có lấy kiểu này rồi nhưng mà cô chưa lấy màu cam. Con nhớ là vậy đó. Cô có lấy cam thì cô chốt cam giùm con. Rồi đây chị Đậu Ưng thì chốt em ha. Cô Lâm Thanh là số 5 nè. Rồi cô gì cô Thúy Phà, Thúy Thanh là cô mặc size số 5. Phơm này từ size số 2 đến size số 4 là 210, size số 5 là hơn 10.000 giùm em. Rồi đây em đọc màu size số 5 và chị nào Ưng size số 5 thì chốt liền giùm em nha. Chị Thanh nè, có chốt em muốn có cô lai đem tắm đồ ra. Nhiều quá trời, bây giờ thôi đem ra mới được. Nhiều quá trời ơi. Cô Lâm Thanh nhiều quá trời luôn. Rồi đây nè, còn chị nào Ưng thì chốt em cái mẫu này ha. Mẫu này ghi giùm em là màu cam. Đây nè, quá đẹp luôn. Em có đầy đủ màu hết, có size từ 50kg đến 90kg nha. Chị Đào Ưng thì chốt liền giùm em. Màu tím cà. Màu hồng. Đó, màu hồng giùm em ha. Màu hồng. Màu đen vàng. Màu đỏ đô. Màu cam lên đẹp cực kỳ luôn, màu cam đất nha. Màu cam đất lên đẹp lắm đó chị ơi. Rồi chị nào Ưng thì chốt liền giùm em nha. Ưng thì chốt liền giùm em đó chị ơi. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền em. Màu đỏ, màu đen, màu cam, màu tím, màu hồng. Chưa có cam mà. Đúng rồi. Ok cô nè. Chắc bỏ mua xong rồi để trong tủ cô không có mặc quá. Thì không nhớ. Đó rồi chị Đào Ưng thì chốt liền nha. Chốt liền em ha. Chị Hoàng Thúy có lấy thêm mẫu này không chị yêu ơi? Có lấy thêm mẫu này thì chốt liền giùm em nha. Màu cam cực kỳ đẹp luôn, cam.
rồi ok, lấy tím trà cho cô ha. Ok, là của chị hai bộ ha. Em chốt của chị cái màu đen vàng này với lại là màu màu xanh.
Okay.
bán đi mà không còn tiền thì ok, đó chị Giang Nguyên muốn mua món nào lại thì mua nha, chứ không gà như là chị mới vào chị đâu có mua hàng nem đâu, chị chỉ lộn bên shop nào á. Rồi đây nè, để con lên cho xem cái mẫu này. Số 5 đâu ta? Đây em lên mẫu này cho chị xem thử nha. À, ấy số có số 5 thì mình còn cái mẫu nào ta? Được. Nha con. Được nha con, vậy là lấy 6 màu đúng không? Vậy là lấy 6 màu đúng không cô ơi? Đúng không nào? Đúng đi con lấy nè. Thank you.
mẹ con rồi. Dạ con thương cô nè. Rồi ok, chúc đỏ tươi cho cô luôn nè. Ok cô Lan Thanh nè. Rồi ok cô Lan Thanh luôn. Màu đỏ đẹp, cực kỳ đẹp. Màu đỏ nè. À, màu đen đỏ hả? Đen đỏ thì đen đỏ mẫu này con hết rồi. Coi còn ta. Đen đỏ con coi còn mẫu nào. Ồ, đen đỏ lấy mẫu này đi, nãy giờ cô chưa có mẫu này mà. Nè, đen đỏ không có mẫu này được không cô ơi? Mà coi có làm còn không? Bây giờ qua quảng cáo thì cô coi đi. Để con coi đen đỏ này còn không. Rồi đây nè, cái mẫu đen đỏ này con có thay của cô nè. Không. Đây nè, đen đỏ con có mẫu này được không? Thì nãy là không có, không có thì cho cô lọ đô. Đỏ đô, nãy con thấy của cô là có một con lọ đô rồi đó. Đơn cô chốt là cô chốt có một. Kiểu này nha, kiểu này nữa đi. Đỏ đô là khác, khác kiểu. Đi hả? Đỏ đô là thứ con đang màu đen, đen đỏ này nè. Đúng rồi, con lấy cô số 5 á. Gửi đồ chưa? Dạ con gửi đồ cho cô Nga rồi nha cô Nga ơi. Rồi, đây cái mẫu này thì con có đen đỏ nè. Mẫu này là con có đen đỏ nè, mà cô lấy đỏ đô kia. Đó, cô cho cô lựa chọn đó. Đen đỏ này đẹp lắm chị. Đen đỏ. Đen đỏ, cực kỳ đẹp luôn. Đen đỏ ha, rồi chị ơi, đen đỏ, chốt đen đỏ là giùm em. Đó, cô Hoa Hanh, Quý Hanh cũng có lựa con không? Màu đen đỏ nè. Màu đen đỏ, cực kỳ đẹp luôn. Cô Nga có lấy gì mẫu này không cô Nga ơi? Cô Nga có lấy cái này chưa con? Cô lấy rồi, không có, cô chịu lấy, cô lấy cái gì? Màu đen đỏ hả? Chứ có bên dưới không? Trên dưới như cái đó, cô không biết. Đây, nè cô Quý Phan, cô Quý Hanh chứ lộn vậy. Cô Quý Hanh nè, cô lấy màu đen đỏ này hay lấy đỏ đô? Được nha, con rồi ok chốt đỏ cho cô luôn. Đen đỏ cho cô luôn. Ok chốt đen đỏ cho cô. Đen đỏ. Chị Lâm Thanh ơi, chị làm em cười dạ. Đau hỏng quá rồi. Rồi tổng cộng của cô bao nhiêu bộ mà? Đây của cô Quý. Rồi ok để mẹ con để mẹ em đếm, con đếm coi bao nhiêu bộ ha. Rồi đây à, bây giờ con mặc cho cô xem cái màu gì nữa đây. Màu xanh nè. Màu xanh này cũng đẹp quá trời nè. Có cô nào lấy thêm không? Con còn được một con xay màu xanh. Con còn xanh coban ha. Con còn xanh coban. Bữa hổm cô Lâm Thanh cũng lấy màu xanh được chưa ta? Đây xanh coban. Hàng phối ha, hàng phối này có hiệu sao luôn rồi. Nhìn rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Cô Nga Nguyễn hả? Cô Nga Nguyễn con không sao hết cô. Tại vì cô ở xa mà con không cảm được. Cô cứ lựa mây rồi con lưu đơn cho cô. Rồi khi nào nhiều nhiều rồi cô gửi một lần luôn cũng được, không sao. Cô cứ luôn cô để đi, không có sao hết trơn á. Cô luôn cô để đi rồi khi nào mà được bao nhiêu bộ đó cũng đi thì cô cứ báo con đi. Chứ mà một ngày cô lựa cô lựa một lần luôn thì đâu có được đâu. Thì đâu có nhiều kiểu để cô xem đâu. Đó cô đợi một ngày cô chốt một lần cô gửi luôn á là đâu có kiểu đẹp đâu, là cô lựa đại không đó. Còn bây giờ cái cô thấy kiểu nào đẹp thì cô cứ chốt đi rồi con lưu đơn cho cô. Khi nào cô muốn đi thì cô cứ báo con á là chiều nay hay là sáng mai đi cho cô nha, là con sẽ đi. Cô thấy nhiều rồi, cô thấy chốt nhiều rồi cô cứ kêu con gửi cho cô đi đó. Còn không thì con để con giữ cho cô, tại vì cô ở xa mà chứ đâu phải ở gần ở trong Việt Nam đâu đó. Chứ này á là con gửi cô cũng chưa nhận liền mà. Bởi vì cứ để đi rồi khi nào cũng muốn gửi cô cứ báo con. Rồi con gửi cho cô nè. Rồi đây nè, mẫu này có màu xanh coban ha. Rồi chị ơi, xanh coban.
quan nè, cô Lâm Thanh có lấy hồng xăm quan này chưa? Dạ ok cô nè, đó cô có lấy hiên mẫu nào không? Cô Nga cô có lấy hiên mẫu nào cô cứ báo cho con. Ủa cô Nga giờ cô có lấy không ạ? Đó cô Nga cô có lấy hiên mẫu nào thì cô cứ báo cho con, cô giữ đơn cho cô. Cô Nga giờ là lấy không có trùng màu đâu, tại vì chị lấy thằng đó nam màu đen không ạ? Ờ đúng rồi. Thích màu đen chỉ có bộ đó luôn thôi. Xanh cô ba này đẹp lắm đó chị Nga. Cô gì nãy hỏi bao nhiêu bộ? Vậy là của cô tổng cộng của Thúy Thanh đúng không? Đúng rồi. Thúy Thanh một bộ, hai bộ, còn đen, đen gì đỏ, ba bộ. Chứ bộ nhà hàng rồi đúng rồi, bốn bộ. Dạ đúng rồi nha cô Thúy Thanh ơi. Cô cô là bốn bộ đó cô. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt được em. Xanh cô Ban. Xanh cô Ban giúp em nha. Xanh cô Ban. Rồi đây mẫu này. Bây giờ đọc lại màu đi ha. Còn nhớ màu không? Để em đọc lại màu nó chị lựa nha. Đây cực kỳ đẹp luôn, để gần cho chị xem. Đây cái tay cực kỳ sang luôn nè, sang cực kỳ sang, qua gian cực kỳ cầu kỳ, rất là đẹp luôn nha. Còn chị nào ưng thì chốt là giùm em. Đẹp không? Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Nhanh tay chốt giùm em ha. Đúng rồi. Mới đúng một đen. Đúng rồi luôn. Cô Nga cô nhớ giùm cô ấy luôn hay vậy?